Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Khánh Hòa tổng nợ thuế quý 1 năm 2023 hơn 1.563 tỷ đồng. Khánh Hòa tăng cường quản lý thuế thương mại điện tử để đảm bảo nguồn thu ngân sách. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023. Tại buổi tiếp, bà Huỳnh Ngọc Thủy, trú thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang phản ánh, gia đình bà có trại chăn nuôi heo diện tích 200m2, kết cấu mới tôn, tường gạch, trụ bê tông cốt thép và căn nhà diện tích 30m2 dùng để trông coi trại nuôi heo được xây dựng trên diện tích 750 m2 ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng. Cuối năm 2016, mưa lũ đã làm sạt lở núi ảnh hưởng tới 14 hộ dân. Trong đó trang trại nuôi heo của gia đình bà bị đất sạt lở vùi lấp, nhiều hộ gia đình đã được đền bù hỗ trợ. Riêng gia đình bà Thủy đến nay chỉ mới được hỗ trợ hơn 77 triệu đồng do thiệt hại 103 con heo. Theo đó bà Thủy mong muốn được chính quyền xem xét hỗ trợ cơ sở vật chất bị thiệt hại vì sạt lở đất, chính quyền thu hồi diện tích đất của bà và xem xét hỗ trợ bồi thường vì hiện nay không thể sản xuất được. Kết luận tại buổi tiếp dân, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh ghi nhận nguyện vọng của bà Thủy. Tuy nhiên, do có những nội dung phát sinh so với đơn kiến nghị đã gửi nên cần có thời gian nghiên cứu các quy định pháp luật. Các kiến nghị trên sẽ được giải quyết vào buổi tiếp dân cuối tháng 5 năm 2023. Đồng thời, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ bồi thường cho các gia đình cá nhân bị thiệt hại vì thiên tai để xem xét hỗ trợ cho gia đình bà Thủy giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, từ đó tham mưu giải quyết kiến nghị của gia đình bà Thủy. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, sáng nay ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa có buổi tiếp xúc cử tri 10 xã phường của thành phố Nha Trang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri của các địa phương đã kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nhiều nội dung như sớm công bố thông tin quy hoạch để người dân được sửa chữa nhà cửa, nghiên cứu mở rộng sông quán trường để điều hòa không khí cho thành phố, thu hồi các dự án treo, dự án kéo dài không thực hiện. Cử tri cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang kiên quyết xử lý những công trình trái phép, nhất là những khu vực phân lô bán nền, điều chỉnh quy định về ưu tiên cho xã đảo. Xem xét hỗ trợ người dân trong khu vực tái định cư, được thực hiện nộp thuế theo quy định để sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thành phố Nha Trang càng quyết liệt hơn trong việc dẹp nạn hàng rong, quán cốc vỉa hè, đưa người vô gia cư về các trung tâm bảo trợ xã hội. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được giải đáp ngay tại hội nghị. Một số ý kiến khác được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian tới. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục các buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 với cử tri chín xã phường trên địa bàn thành phố Nha Trang gồm Sương Quân, Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vạn Thắng, Phương Sài và Vạn Thạnh tại buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân thành phố nha trang xem xét cấp quyền chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đã được người dân sử dụng lâu năm đủ điều kiện ra soát mức đền bù hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án Champarama resort spa dự án đường nguyễn bỉnh khiêm đường vành đai 2, dự án khu dân cư cồn tân lập phù hợp với giá thị trường có biện pháp xử lý hoặc thu hồi đối với những dự án kéo dài nhiều năm và xem xét việc cho người dân xây dựng sửa chữa nhà ở để đảm bảo cuộc sống hướng xử lý đối với dự án Bavico. Cử tri cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang chứng chỉnh công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại của người dân đúng trình tự, thời gian, quy định của pháp luật. Tội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tổng hợp, phân loại các ý kiến của cử tri. Trong đó, những ý kiến nào thuộc thẩm quyền thành phố thì khẩn trương tiếp thu, giải quyết và tổng hợp báo cáo lại với cử tri và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đối với những ý kiến về cơ chế, chính sách pháp luật, các khiếu nại, đoàn đại biểu quốc hội sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian tới. Cùng trong sáng nay, ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, bà Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cam Lâm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Cam Lâm đã được thông tin về kết quả các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đến nay, thời gian nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Kỳ họp này sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6. Sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật và thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Cam Lâm thống nhất với nội dung dự kiến của kỳ họp thứ năm và ý kiến kiến nghị một số vấn đề quan trọng, như đề nghị quốc hội tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, quan tâm vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động khi bị thu hồi đất. Nhiều cử tri tham gia các ý kiến bổ sung, sửa đổi luật đất đai, mong muốn luật đất đai sớm đi vào cuộc sống, đề nghị quốc hội cũng quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí quan tâm đến chế độ của cán bộ chuyên trách ở cơ sở các vấn đề về quy hoạch treo khó khăn trong tách thửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kết luận buổi tiếp xúc đại biểu quốc hội tỉnh lãnh đạo huyện cam lâm cũng đã tiếp thu ghi nhận và giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri đồng thời tổng hợp lại các ý kiến kiến nghị để trả lời chi tiết cho cử tri huyện cam lâm các ban ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác quản lý, thu hồi nợ thuế là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng tại cuộc họp sáng nay với các thành viên ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa về công tác quản lý thu nợ thuế quý 1 năm 2023 tại cuộc họp sau khi nghe báo cáo của các sở ngành liên quan, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Lệ Hoàng đề nghị thời gian tới các cơ quan đơn vị cần thực hiện tốt công tác đôn đốc thu hồi nợ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của pháp luật đối với người nộp thuế nợ thuế dây dưa kéo dài, phấn đấu giảm tỷ lệ tổng nợ thuế so với tổng thu tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 xuống dưới 8%, phấn đấu thu tối thiểu 80% nợ có khả năng thu từ năm 2022 chuyển sang, phấn đấu đến hết ngày 30 tháng 6 hoàn thành xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội. Bên cạnh đó, ngành thuế cần rà soát lại 37 doanh nghiệp đang nợ thuế để tổ chức đối thoại nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả nhất để thu thuế, bám sát các trường hợp phát sinh nghĩa vụ đông đốc thu hồi ngay, không để kéo dài trở thành nợ. Cơ quan thuế và các sở ngành phối hợp giải quyết kịp thời đúng quy định các chính sách gia hạn miễn giảm cho người độc thuế, tạo điều kiện cho người độc thuế duy trì hoạt động có khả năng thanh toán nợ thuế. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 31 tháng 3, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh là hơn 1.560 tỷ đồng, tăng hơn 230 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tương đương mức tăng 17,35%. Toàn tỉnh có 150 đơn vị nợ thuế trên 1 tỷ đồng, với tổng số tiền thuế nợ gần 1.100 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng số thuế nợ của cả tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện theo chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Khánh Hòa đã chủ động tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Trong đó, đơn vị đã xây dựng đề án tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cơ quan thuế đã thực hiện trà soát, kiểm tra 2.212 cá nhân có phát sinh doanh thu trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và đã quản lý khoảng 100 doanh nghiệp nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài cho chủ sở hữu của các website là tổ chức cá nhân nước ngoài như Agoda, Booking, Expedia. Tuy nhiên, với tính chất đa dạng trong hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý thuế thương mại điện tử. Theo Cục Thuế Khánh Hòa, các loại hình kinh doanh thương mại điện tử mới nhất trên thế giới như cung cấp các dịch vụ kết nối vận tải đều đã có mặt ở Việt Nam. Do đó, Cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đặc quản lý các doanh nghiệp có các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee, Tiki, Sen Đỏ, Momo, Zalo, v.v. Đồng đốc các doanh nghiệp thực hiện cung cấp thông tin về các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia kinh doanh bán hàng qua mạng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đồng thời phối hợp với ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin sao kê giao dịch qua tài khoản ngân hàng của các tổ chức cá nhân có thu nhập từ các nhà mạng chi trả hoặc có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, quảng cáo qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng nhiều tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhưng không thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Về đối với các cá nhân kinh doanh online trên các trang mạng xã hội thì cơ quan thuế cũng gặp khó khăn trong cái việc là công tác quản lý thuế do các cái đối tượng này thì thường là không đăng ký kinh doanh, không có cái địa chỉ kinh doanh, địa chỉ cư trú rõ ràng mà chỉ cần thông tin là số chứng minh nhân dân và số điện thoại cá nhân, cái giá bán và số lượng sản phẩm thường được bên mua và bên bán liên hệ online với nhau, cơ quan thuế không thể xác định chính xác doanh thu và thu nhập của tổ chức cá nhân kinh doanh để thực hiện quản lý thuế. Để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Cục Thuế Khánh Hòa đã yêu cầu các chi cục thuế đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến tất cả các tổ chức cá nhân, phối hợp và đề nghị các tổ chức cá nhân như công ty chuyển phát, công ty bưu chính viễn thông, cung cấp số lượng hàng hóa vận chuyển, giao nhận cho các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để thực hiện rà soát, kiểm tra, chống thức thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử theo quy định, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thức thu thuế nhằm trăng đe kịp thời chấn chỉnh các hành vi gian lận về thuế. Kết quả cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cơ quan thuế đã thực hiện rà soát kiểm tra 1.918 cá nhân có phát sinh giao dịch trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, đưa vào quản lý thuế 64 hộ cá nhân kinh doanh với số thuế trên 316 triệu đồng và số thuế nhà thầu nước ngoài doanh nghiệp nộp thay cho chủ sở hữu của các website là tổ chức cá nhân nước ngoài như Agoda, Booking, Expedia là gần 6 tỷ 500 triệu đồng với cái sự hỗ trợ của kênh gọi là cái cái hệ thống đặt phòng của tập đoàn đó thì giúp cho chúng tôi rất là dễ dàng trong cái việc là um, đóng thuế nhà thầu vì chúng ta có một cơ sở rất là chắc chắn rõ ràng và với cái việc mà có cái phần mềm kê khai thuế của cơ quan thuế nên là doanh nghiệp chúng tôi cũng không gặp khó khăn gì trong cái việc kê uh, khai thuế này. Tiếp tục triển khai tập huấn phối hợp với các báo đài đề nghị hỗ trợ tuyên truyền nghĩa vụ và chính sách thuế đến tất cả người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục đề nghị ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin sao kê các tài khoản của các tổ chức cá nhân có thu nhập từ các nhà mạng chi trả cung cấp sao kê tài khoản của các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phương thức thanh toán qua ngân hàng. Năm 2022, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 91 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 126 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hàng quý. Đây là điều kiện thuận lợi để cục thuế khai thác, truy cập thông tin và tiến hành rà soát, kiểm tra và thực hiện quản lý thuế theo quy định sau đó cục thuế chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thức thu thuế nhằm kịp thời chấn chỉnh các hành vi gian lận về thuế, qua đó đảm bảo công bằng giữa người kinh doanh truyền thống và kinh doanh qua mạng, tránh thất thu ngân sách nhà nước. thực hiện kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là khai thác Iuu, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu lần thứ tư theo quyết định của thủ tướng chính phủ, chi cục thủy sản khánh hòa cho biết. Từ giữa tháng 2 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt 53 trường hợp vi phạm với số tiền gần 950 triệu đồng. Cụ thể qua tuần tra kiểm soát trên các vùng biển tỉnh quản lý, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính 135 phương tiện tàu cá, qua đó phát hiện xử phạt 30 trường hợp sai phạm, tịch thu 16 súng điện, tạm giữ một lồng cao so. Các hành vi vi phạm chủ yếu là người làm việc trên tàu cá không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định sử dụng ngư cụ để cấm khai thác thủy sản hải sản, khai thác thủy hải sản sai vùng quy định. Bên cạnh đó, văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá tại các cảng cá đã phối hợp với lực lượng biên phòng và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến tại các cảng cá. Qua đó, đã phát hiện xử phạt 23 trường hợp với tổng số tiền 435 triệu đồng về các hành vi như không khai báo khi cập cảng, ghi chép nhật ký khai thác không đầy đủ, không duy trì thiết bị giám sát hành trình sử dụng công cụ điện trong khai thác thủy sản. Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa thăm tặng quà và làm việc tại huyện đảo Trường Sa năm 2023 chiều nay đã cập cảng Cam Tranh, hoàn thành chuyến công tác kéo dài 7 ngày. Vào tối qua, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức tổng kết chuyến công tác trên tàu Trường Sa 571. Đoàn công tác số 8 gồm có 13 đoàn công tác đến từ các đơn vị địa phương doanh nghiệp trên khắp cả nước. Trong đó, đoàn Khánh Hòa có 63 thành viên do ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang làm trưởng đoàn. Trong chuyến công tác, các đại biểu đã thăm hỏi, chia sẻ với cuộc sống của quân và dân tại 6 điểm đảo và một nhà giàn. Đồng thời, động viên quân dân Trường Sa khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng huyện Trường Sa năm lò đốt rác trị giá 10 tỷ đồng. Tổng giá trị vận chuyển, quà tặng, nhu yếu phẩm, trang thiết bị phục vụ đời sống công tác cho quân dân trên đảo là gần 900 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn tặng bằng khen cho 8 đơn vị có nhiều thành tích trong phục vụ đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa lần này. Trong chương trình tổng kết, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và tỉnh Khánh Hòa đã đánh giá tình hình thực hiện chuyến công tác, ghi nhận những ý kiến đề xuất để những chuyến công tác sau đạt hiệu quả hơn. Chiều nay tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức lễ bế giảng lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K21 hệ không tập trung khóa 2021-2023 tại tỉnh Khánh Hòa. Khoa học khai giảng vào tháng 11 2021 với sự tham gia học tập của 59 học viên là cán bộ công chức viên chức, cán bộ chủ chốt tại các sở ngành và địa phương trong toàn tỉnh. Trong 18 tháng, cao viên đã được cung cấp đầy đủ các chuyên đề cơ bản của 19 môn học. Với sự nỗ lực của học viên, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ giảng viên Học viện Chính trị khu vực 3 và trường chính trị tỉnh, kết thúc khoa học, 100% học viên đạt tốt nghiệp và đều đạt kết quả học tập loại khá có 3 học viên được tặng giấy khen học tập tốt và tích cực tham gia phong trào của lớp. Sáng nay tại Ủy ban nhân dân xã Suối Tiên đã diễn ra lễ công bố nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thành lập thôn Tân Thành, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thông qua nghị quyết số 13 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sáp nhập đặt tên một số thôn trên địa bàn huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa, các quyết định của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Suối Tiên quyết định thành lập chi bộ thôn Tân Thành quyết định chỉ định trưởng thôn Lâm Thời, thôn Tân Thành, quyết định trưởng ba công tác mặt trận thôn Tân Thành. Theo nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Cánh Hòa thông qua và đồng ý cho sắp nhập. Thôn Tân Thành được thành lập trên cơ sở sắp nhập thôn kinh tế mới với thôn Gò Mè. Sau khi sắp nhập, thôn Tân Thành có 397 hộ, 1.778 nhân khẩu và xã Suối Tiên có 5 thôn Lỗ Gia, Tân Thành, Tân Khánh, Xuân Phú 1, Xuân Phú 2. Việc sắp nhập thôn nhằm đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định, tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ ở cơ sở, đồng thời tạo thuận lợi để các thôn củng cố xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa ở cơ sở. Sáng nay tại Nha Trang, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội thảo khởi động dự án tuyên truyền vận động nông dân Việt Nam xử lý rác thải, góp phần vào nỗ lực giảm thiểu phát khí thải nhà kính của cộng đồng quốc tế tại Khánh Hòa. Được biết, toàn tỉnh có 9 xã được chọn tham gia triển khai dự án này. Dự án tuyên truyền vận động nông dân Việt Nam xử lý rác thải có phần vào nỗ lực giảm thiểu phát khí thải nhà kính của cộng đồng quốc tế do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổ chức ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái, gọi tắt là Quỹ Pre, triển khai trong giai đoạn 2021-2024 tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước mục tiêu chung của dự án nhằm tuyên truyền vận động hỗ trợ nông dân thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, xử lý rác thải nông nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quý giá vừa bảo vệ môi trường vừa giảm chi phí trong trồng trọt, chăn nuôi và tăng thu nhập cho nông dân. Qua khảo sát, hội nông dân các Hòa đã lựa chọn 9 xã để triển khai dự án gồm hội nông dân các xã Vạn Lương, Vạn Hưng, Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh; hội nông dân các xã Diên Thọ, Bình Lộc, Suối Hiệp, huyện Diên Khánh; hội nông dân các xã Ninh Thường, Ninh Phụng và Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa tại thảo khởi động dự án, các đại biểu còn chia sẻ về thực trạng ô nhiễm môi trường và vấn đề xử lý rác thải nông thôn hiện nay, giải pháp phát triển mô hình kinh tế trong nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường, kết quả nuôi thử nghiệm sâu canxi và nuôi trùng quế tại khánh hòa. Sáng nay tại công an tỉnh khánh hòa cụm thi đua số 7 Bộ Công an đã khai mạc hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hội thao năm nay quy tụ gần 120 vận động viên đến từ công an 7 tỉnh thuộc cụm thi đua số 7 gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận về tham gia thi đấu. Các vận động viên sẽ cùng nhau tranh tài ở hai bộ môn là quần vợt và bắn súng quân dụng. Hội thao được tổ chức thường niên nhằm tạo mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị trong cụm thi đua, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, khỏe để xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Hội thao sẽ diễn ra trong 2 ngày, là ngày 9 và ngày 10 tháng 5. Hưng ứng phong trào chung tay vì người nghèo năm 2023, sáng nay Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang đã đến thăm tặng quà tại xã Vĩnh Lương, 28 xuất quà mỗi xuất trị giá 500.000 đồng đã được các đơn vị trao tận tay cho các hộ nghèo, hộ cần nghèo, các thôn Lương Sơn, Văn Đăng, Võ Tánh, Cát Lợi và thôn Lương Hòa trên địa bàn xã. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đầm lá trách của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị. Qua đó nhằm chia sẻ bớt khó khăn, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, giúp người dân địa phương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thông tin phản ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.